Tại sao gọi là câu lạc bộ tiên cá? Bởi vì người cá thì đông mà luyện lên thành tiên cá thì rất là ít. Và hôm nay là chỉ có hai bạn đến tập luyện sớm, đó là bạn người cá Khánh và bạn người cá Jessica. Bạn người cá Jessica thì mới tập luyện bơi người cá một tháng thôi. Là hôm nay á, Tương có thông báo với mọi người là mấy bạn phải bơi thi sức bền, sức chịu đựng trong nước, là mấy bạn sẽ được Tương đưa lên tới một giới hạn cao hơn của người cá, là cho các bạn thiệt là mệt rồi bơi đua với nhau nữa. Ok, bây giờ hai em thở nước 100 lần rồi chuẩn bị bơi chiều dài cái hồ này 5 vòng, hai em bơi đều với nhau nha. Hả? Một lần thôi em ơi. Nha. Cố gắng tập luyện đi nha. Với tình hình tôi thấy là các bạn người cá ở Việt Nam là đào tạo rất là khó. Bởi vì thứ nhất là thể lực mấy em yếu nè, mấy em không có sự quyết tâm nè, là khó lắm. Và hình như là phải mất rất nhiều thời gian để đào tạo ra người cá thật sự. Bởi vì những bạn ở những nước phát triển thì họ tập bơi từ nhỏ, từ lúc 3-4 tuổi là họ đã tập bơi rồi, nên cái khả năng thích nghi dưới nước của các bạn ấy vẫn tốt hơn những bạn ở Việt Nam. Mặc dù kinh nghiệm hơn 14 năm bơi lội, lặn người cá, lặn người nhái, nhưng mà vẫn không thể giúp cho các bạn trở thành người cá thật sự được, bởi vì các bạn quá lười. Và cái mục đích chính là để kêu gọi bảo vệ thiên nhiên động vật, để đào tạo ra những người cá giúp Tuyên kêu gọi bảo vệ môi trường cũng càng rất là khó. Học bơi lội để trở thành kình ngư rất là dễ, nhưng mà người cá đòi hỏi các bạn phải chịu đựng áp lực dưới nước, nín thở lâu nên rất là mệt mỏi. Xong 100 rồi, hai em bắt đầu bơi 5 vòng ha. Bơi cảm nhận nước, hít thở sâu, nhẹ và chậm, không có bơi nhanh, bơi nhanh sẽ bị mất nhịp. Hiện tại là mấy em không quay được tương cảnh nào luôn hả? Nếu như vậy thì sao ta? Chị My cũng không quay được tiêu bơi đâu. Bơi nhanh hả? Tại đeo đuôi cá vô là tiêu đã ta... Đúng rồi, nên tiêu bơi chậm nhất rồi đó, nhưng mà nó vẫn nhanh á. Hôm nay được thông báo là có nhiều người cá bị bệnh, bị kẹt, trở ngại trong cuộc sống, đang bị cản duyên nhiều quá ha. Còn được hai bạn người cá này may mắn đi tập luyện tuần 29 ha. Chừng nào thi vậy em? Thi học kỳ đúng không? Mà mấy em thấy tình hình khí hậu dạo này thay đổi thất thường không? Mưa bão quá trời đúng không? Đó là dấu hiệu cho ngày mà sóng thần sẽ đến. Và chỉ có người cá mới thể vượt qua được. Ba mẹ em sao? Ba mẹ em hả? Trở thành người cá luôn đi. Được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tập luyện tiếp. Mấy em đã sẵn sàng chưa? Nãy giờ mấy em đã thấy Tiun tập kỹ thuật bơi người cá nằm ngang để tăng thể lực của bài Dolphin Kick. Là mấy em dùng cái kỹ thuật số 2 của người cá level 1.
hít hơi vào lặn xuống, xoay người nằm ngang ra, lắc đuôi đúng chuẩn, dolphin kick ba trái, xoay người trở lại vị trí ban đầu, thở nhẹ hơi ra bằng mũi, nổi người lên, hít hơi vào, xong rồi cũng lặp lại làm y chang như vậy. Cứ tập luyện như vậy, sử dụng phần eo, không co đầu gối, giữ thẳng chân, uốn eo sóng bướm. Rồi em tập giống vậy đi, rồi coi bạn này làm, rồi tôi quay thử bạn này xong rồi em tập tiếp. Thấy em lượn giống như con lăng quăng vậy á, em chưa cân bằng được trong nước. Cảm ơn phần hỗ trợ nhiệt tình của em nhé. Rồi cứ như vậy mà tập luyện đi, chờ mấy bạn khác vô. Rồi xin chúc mừng bạn người cá Jessica, hôm nay đã tập tới kỹ thuật số 2 của người cá quốc tế level 1. Bạn ấy đã lặn rất là tốt. Wow, sướng nha. Rồi bây giờ bơi biểu diễn một vòng cho các bạn coi được không em? Rồi hôm nay là tuần 29. Bạn người cá thòi lòi quyết tâm không làm người cá thòi lòi nữa, quyết tâm làm mỹ nhân ngư, nên bạn ấy bắt đầu tập luyện cảm nhận nước, kết hợp đôi chân của mình với cái đuôi cá. Rồi hả miệng ra hít hơi vào, nâng đuôi lên ngang mặt nước. Khi hít hơi vào là đuôi phải nổi ngang mặt nước nha. Rồi hạ đuôi xuống, tạo ra hai lốc xoáy bay đi trong nước đều nhau. Rồi thở nhẹ ra bằng mũi. Tiếp theo đó, người cá siêu quậy ơi, người cá nori ơi, ông xuống bơi mà đi mặc đồ bơi rồi đi bơi, làm chuyện ngược đời không à. Nói không thích bơi mà tối ngày đi bơi, xong rồi vô đây ngồi lạnh. Người cá lạ lời. Rồi tập như vậy trước nha, tạo ra hai lốc xoáy ba đều nhau, hai chân khép sát lại. Ồ, sinh nhật của ai vậy? Tay ơi đừng có chơi vậy. Bơi người cá đúng kỹ thuật dolphin kick, đó là kỹ thuật của cá heo. Kỹ thuật của cá heo sẽ giúp cho mấy bạn bơi nhanh hơn, lặn nhanh hơn, lướt nước tốt hơn. Các bạn có nghe rõ không ạ? Nếu không nghe rõ thì thôi, thua ráng chịu nha. Rồi bây giờ Tion sẽ biểu diễn kỹ thuật dolphin kick cho các bạn coi. Rồi các bạn bắt đầu vô thi với nhau. Ai làm được sẽ được tặng một chiếc dép kỳ lân của Merman Tion. Bây giờ các bạn người cá đang tập luyện kỹ thuật số 2, người cá quốc tế level 1. Nhưng mà nâng cao là mấy bạn phải nằm ngang để tăng hiệu quả hơn cho cú đá của cá heo. Mấy ơn tập còn mấy phút nữa rồi mấy ơn. Em làm được chưa? Dạ rồi. Em bị co đầu gối nhiều quá không? Dạ rồi. Ở thầy ơn có cái này nó như hồi nãy giờ em làm á. Ừ. Rồi xin mình sẽ thi coi tốc độ
coi ai từ đây qua bên bờ bên kia trước rồi quành về ha, một vòng ha. Một vòng thôi hả? Ừ. Coi có một vòng. Ừ. Xin các người cá lưu ý nha, đừng co đầu gối nha. Bạn nào mà bị co đầu gối là sai. Chú ý vô phần eo của mình á. Nè các em là không có đầu gối nha. Ok. Nhiều bạn bị chìm cắm đầu xuống đáy hồ luôn là không đúng nha. Coi rô, có coi cái đầu gối không coi luôn. Bạn người cá tay cũng bị coi đầu gối luôn. Cái phần eo của bạn cứng đờ, không có làm được cái gì hết. Đâu? Người cá Khánh thì làm tốt hơn, nhưng mà bạn ấy chưa có điều khiển được hướng bơi của mình. Bạn ấy hả, cứ chúi lũi à. Mời các bạn người cá lên dùng tiệc nha. Cô năng trước đi, mời cô năng trước nè. Con mời thầy ăn cơm. Pizza 4B là có nghĩa là một pizza có 4 miếng mà sao cái này tới 8 miếng. Cái này là mua pizza giả rồi. Tiêu thấy tầng 29 là tàn kỹ thuật bơi khó hơn không rồi. Mấy bạn khác là trốn luôn rồi. Mấy em tập cũng chưa xong nữa. Giờ thi sự kiện cũng không được. Mấy em tập chưa có tốt. Trời ơi, các bạn người cá nori ăn kìa. Dễ gì. Các bạn đã sẵn sàng đi ăn sinh nhật của người thường với Tion chưa? Các bạn đã sẵn sàng bị chém chưa? Sao các bạn liều thế? Rồi, bên kia có một cái sinh nhật của bạn bên kia kìa. Rồi, mình đi qua bên kia mình coi sinh nhật của người thường đi. Bài ra trò này nha các bạn. Vô. Vô. Người cá mới nghe tiếng hát ở đâu đây quá hay nên qua kiếm nè. Sao qua đây tới nơi hết rồi. Để hát tặng cho mấy người cá của mình một bài nữa không? Vô hát đi, hát nữa đi. Dạ. Ủa, chị, à.
À, cô chị hay coi clip em hả? Dạ em cảm ơn nhờ. Nè, em giờ cũng là fan của em nào đang hát hồi nãy nè. Mấy bạn người cá qua nghe nè. Ồ, bạn Bảo Hưng đang thi giọng ca nhí hả? Cho mình làm quen được không? À, thầy Tiến. À, thầy Nghĩa đang học bên Lan Anh luôn hả chị? À, dạ. Dạ. Dạ, bữa nay em làm sự kiện người cá ở đây. Wow. Vậy luôn hả chị? Giải gì à? Giải hả? Giải cú. Ê, nô rồi. Nô rồi. Nô rồi. Nhìn lại cái đầu mà. Lên chụp hình luôn kìa Tây ơi. Hả? Lên chụp hình kìa. Nô đi lên chụp hình luôn. Wow. Nô đi lên làm kiểu chụp hình luôn hả? Làm sushi vậy? Làm sushi người cá đó. Tiêu người dễ quá đi kìa. Bắt đầu. Bắt đầu đi. Lên chưa chưa chưa. Rồi vậy là câu lạc bộ Tiên Cá tuần 29 này không ai nhận được quà hết nha các bạn. Bởi vì mấy bài tập luyện khó quá. Có một bài bơi ngang thôi mà mấy bạn làm không nổi nên thi không được. Rồi, đôi dép kỳ lân Mementio này không trao được cho các bạn. Ba lô Mementio này cũng vậy luôn. Một chiếc ba lô siêu đẹp đẽ của Tiên Cá cũng không thể trao cho ai được. Người cách tay. Sau sự kiện câu lạc bộ Tiên Cá tuần 29 chúng ta sẽ đi đâu đây? Chúng ta sẽ đi ăn sân mây. Ăn sân mây hả? Đi chụp hình với Nori hả? Được, vô luôn. Vô đi. Vô luôn. Vô luôn rồi. Em con chụp hình luôn. Rồi, chụp hình chung với Tiêu đi. Rồi, 1, 2. Vô. Mày cứ làm sao đi. Đây, đó, ai tao đây. Rồi, chụp hình đi. Vô đi. Rồi, vô đứng chụp hình với Tiêu nè. Hôm nay mình và Tây Ôn đi nhà hàng sân mây ăn với các người cá. Rồi. Là Nô Rơi. Là ta cũng như là Tây Ôn. Người cá Nô Rơi làm gì vậy các bạn? Nãy giờ Tây Ôn đang tò mò không biết người cá Nô Rơi với người cá Simi làm cái gì á. Gì mà má nuôi con nuôi gì tùm lum đây nè. Giới thiệu với các bạn đây là món xà lách bơ. Câu món gì Tiêu giới thiệu hoài Tiêu. Tại món này nó ngon nên giới thiệu hoài. Hình như là tuần nào cũng ăn. Và hôm nay đặc biệt hơn là sinh nhật của dì Phò.
Junior Sandra Quiller.